Xin chào các bạn, tôi là Hồ Ngọc Trúc, đến từ câu lạc bộ khiêu vũ Dancer Trúc Anh tại Trung tâm Văn hóa huyện Vĩnh Cửu. Hôm nay là ngày hội vinh danh và nâng cấp trọng tài 2020. Với mong muốn đến đây để được giao lưu và học hỏi, rất mong được sự chỉ bảo của thầy cô và học hỏi cùng đồng nghiệp. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.